Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Đài miền Nam thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2021. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Vĩnh Long, Bình Dương và đài Trà Vinh. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quét thử xổ số miền Nam giải 8, đài Vĩnh Long 38, đài Bình Dương 80, đài Trà Vinh 81. Giải 7, đài Vĩnh Long 819, đài Bình Dương 309, đài Trà Vinh 540. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn.